Một ly là 500 con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
25 ly. 25 ly. Gần 26 ly. Gần 26 ly trứng. Mỗi ly nặng 80 gram, một ly 500 con thì 20 ly là 10.000 con, 26 ly là 13.000 con. Ok, gần 13.000 con. Trong đây là gần 13.000 con nhé. Cân tiểu ly chính xác đàng hoàng, gần 13.000 con. Bên đây là trứng giống giao đi các vùng miền. 13.000 con ốc giống chất lượng cao Đồng Tháp 10. Thôi, mến chào các bạn nha. Giờ lên xe giao đi thôi. Lên xe giao đi các tỉnh. Mến chào bà con, ốc Cụ Đen.